Thị trường Việt với 2 năm trở lại đây chứng kiến sự bùng nổ về số lượng các loại xe ô tô đến từ Trung Quốc. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đang đứng thứ 3 trong số các quốc gia nhập khẩu nhiều ô tô nhất vào Việt Nam trong tháng 1 năm 2020, với 156 xe các loại đã làm thủ tục thông quan. Mức giá vô cùng phải chăng, lại có thiết kế giống hệt xe sang, nhiều option là lý do giúp xe Trung Quốc. Cùng chúng tôi điểm mặt loạt mẫu xe giá dưới 800 triệu đang gây sốt tại thị trường Việt Nam. Brilliant V7. Mặc dù đã ra mắt tại thị trường Việt từ năm 2018, nhưng trong thời gian gần đây, mẫu SUV cỡ trung Brilliant V7 là mẫu xe đến từ Trung Quốc được một đại lý từ Hải Phòng nhập khẩu về với mức giá chỉ hơn 700 triệu đồng, đã bao gồm lệ phí trước bạ. Đây là một mức giá vô cùng cạnh tranh trong phân khúc short crossover tại Việt Nam. Mẫu xe này có ngoại hình mang dáng dấp của BMW X3. Ở thị trường Việt, mẫu xe này được cho là cùng mâm với các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-8 hay Toyota Fortuner. Với mức giá chỉ hơn 700 triệu đồng, nhưng Brilliant V7 lại được trang bị hàng loạt tính năng an toàn cao cấp. Cùng với đó, điểm nhấn của mẫu xe này chính là sử dụng hộp số được hỗ trợ bởi hãng xe Đức BMW. Đây cũng chính là yếu tố khiến chiếc xe này được đem ra so sánh với mẫu xe cao cấp của VinFast Lux SA 2.0. Jotis Z8. Jotis Z8 hay còn gọi là Jotis T700 là cái tên không còn quá xa lạ đối với thị trường Việt Nam, được sản xuất bởi hãng xe Jotis Auto Trung Quốc. Jotis Z8 được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với mức giá 728 triệu đồng. Thời điểm 2 năm trước, Jotis Z8 được coi là mẫu xe Trung Quốc hấp dẫn nhất và bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Nhiều thời điểm, đại lý phân phối còn không nhập đủ xe về để bàn giao đến tay khách hàng. Z8 thu hút được khách hàng Việt qua hai yếu tố giá rẻ, ngoại hình, mang dáng dấp của hàng loạt các siêu xe như Range Rover, Jaguar, Maserati. Bên cạnh đó, chiếc Range Rover giá rẻ này còn sở hữu hàng loạt công nghệ, tính năng tiện ích mà phần lớn nhiều người tiêu dùng yêu thích khi lựa chọn dòng xe SUV đa dụng 5 chỗ. Trong số đó, đáng chú ý là chức năng đá cốp mở cửa khoang hành lý, cửa sổ trời toàn cảnh, bậc lên xuống xe mở gập bằng điện, hay sạc không dây, điều hòa tự động, camera 360, màn hình cảm ứng 10 inch. Hiện nay, trong những mẫu xe Trung Quốc có mặt tại Việt Nam, Jotis Z8 dường như là cái tên có chỗ đứng ổn định nhất tại thị trường non trẻ này. Góp mặt vào thị trường Việt Nam thông qua một triển lãm liên quan về xe diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm ngoái, nhưng mới đây, mẫu xe này đã chính thức được chào bán tại thị trường Việt. Mẫu xe Trung Quốc Dongfeng T5 thu hút được sự quan tâm của hàng loạt khách hàng đam mê dòng ô tô màu mè với nhiều option đi kèm. Sở hữu ngôn ngữ thiết kế đẹp mắt, cá tính cùng khối động cơ từ BMW là đối thủ của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, nhưng giá xe Dongfeng T5 mới hiện được chào khoảng 689 triệu đồng tại Việt Nam cho phiên bản cao cấp nhất, rẻ hơn các đối thủ khoảng 100 đến 300 triệu đồng tùy phiên bản. BAIC Q7 là mẫu xe từng gây rất nhiều tranh cãi về kiểu dáng khi xuất hiện tại Việt Nam khi mang cùng tên như Audi Q7. Nhưng thiết kế lại khá giống Range Rover, từ cụm đèn chính, lưới tản nhiệt cho đến kính hông đều khiến người ta nghĩ ngay tới dòng xe sang lâu đời. Xe được sử dụng vành xe 5 chấu tam, kích thước 18 inch chỉ ở các dòng xe cao cấp. Bên cạnh đó, BAIC Q7 còn là mẫu xe sở hữu rất nhiều công nghệ hiện đại, nổi bật nếu so với giá tiền từ 588 triệu đồng niêm yết. Cụ thể, xe được trang bị nội thất, bao gồm ghế lái chỉnh điện, có tích hợp sưởi và làm mát, màn hình giải trí 12 inch như Tesla, cửa sổ trời toàn cảnh. BAIC X55 được nhập khẩu về Việt Nam bởi một doanh nghiệp ở Hải Phòng với mức giá niêm yết là 528 triệu đồng. Dù rằng có không ít khách hàng chê xe tàu, nhưng phải thừa nhận rằng BAIC X55 là một mẫu xe có ngoại thất rất bắt mắt, góc cạnh và hiện đại. Một điều khá thú vị và trùng hợp, chiếc xe này có kích thước gần như tương đồng với Hyundai Tucson. Cụ thể, mẫu xe đến từ Trung Quốc có kích thước tổng thể là 4480, 1809, 1680mm. Trong khi các số đo của xe Hyundai Tucson đạt 4475, 1850, 1645mm. Với mức giá chỉ hơn 500 triệu, khách hàng sẽ rất khó có thể tìm được mẫu xe nào có khoang nội thất đẹp như BAIC X55 2020 nếu che đi logo BAIC. Không ai nghĩ rằng đây là một mẫu xe giá rẻ.
Các công nghệ an toàn cũng được trang bị trên VICX55 như phanh ABS, EBD, ESP, cân bằng điện tử, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, chống trượt kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ đổ đèo, mức giá phù hợp, mẫu mã ổn định. Đi kèm nhiều option, có vẻ đây sẽ là sự lựa chọn đáng lưu tâm dành cho khách hàng tại thị trường Việt. Hy vọng với những gợi ý trên sẽ giúp cho các bạn có lựa chọn cho mình một dòng xe thích hợp cho chính bản thân. WebVision, thương hiệu camera hành trình số 1 Việt Nam,